Xin chào mọi người nhé, chào mừng mọi người đến với sản phẩm Smart Home. Thì hôm nay sản phẩm Smart Home xin giới thiệu với mọi người về cái bộ điều khiển Wi-Fi ESP8266 loại 4G Relay. Thì đây là một cái phiên bản mà bên mình vừa mới nâng cấp lên. Thì khi mà các bạn mua sản phẩm thì nó sẽ có hình dáng như thế này, được đóng gói kèm theo một cái card zip và một tờ giấy hướng dẫn sử dụng. Và bây giờ mình sẽ khui cho các bạn xem. Đây là card zip của nhà cung cấp. Còn đây là tờ hướng dẫn sử dụng. Phần quét QR và cách kết nối và một số cái giao diện. Ở đây thì có một cái là những cái công và cái là tự động. Và đây là sản phẩm chính của chúng ta ngày hôm nay. Thì đây là bộ điều khiển Wi-Fi loại 4G Relay, được thiết kế trên một cái hộp PLC đấy, có thể gắn vào tủ điện và các đầu connector kéo ra ngoài. Ở đằng trước thì là nút nhấn điều khiển cho 4 kênh và một số preset. Ở bên cạnh có một cái jack nguồn 5.5 × 2.1 để mình cấp nguồn 5V vào, hoặc là các bạn có thể sử dụng nguồn 220V ở đầu connect bên trong. Thì mạch có kích thước của hộp DLC là 145 × 90 × 4. Thì bây giờ mình sẽ mở cho các bạn xem. Sau khi mở hộp thì đây là nhân vật chính của chúng ta. Thì mình sẽ giới thiệu qua về cái phần việc thiết kế mạch ở bộ 4G Relay này. Thì bộ 4G Relay này được thiết kế bởi 4 con Relay sử dụng loại Relay 10A và sử dụng các cái con KF 7.62, sử dụng một chip ESP và một cái nguồn mini. Đầu cấp nguồn thì có hai loại, một là có thể các bạn có thể cấp nguồn in 220V AC đây, và các bạn có thể cấp nguồn 5V DC đấy, trường hợp các bạn mà muốn nguồn DC. Còn không thì các bạn có thể sử dụng nguồn AC bình thường. Thì cấp 220V ở đây thôi là các bạn có thể được sử dụng được. Ở trên mạch 4G Relay này thì có một con LED nó luôn nháy, thì các bạn chú ý cho mình nhé. Mình sẽ nói qua ba trạng thái LED của nó trước khi mình giới thiệu về cách cài đặt và kết nối. Thì con LED đầu tiên nó sẽ nháy, trạng thái đầu tiên thì nó nháy nhanh, tức là các bạn mới mua về thì bình thường nó sẽ nháy nhanh, và hiện tại thì nó đang phát wifi và các bạn bắt wifi và cài đặt nó. Trường hợp nháy thứ hai là nháy được chu kỳ 1G một lần, tức là bật tắt cho chu kỳ 1G một lần, thì lúc đấy là các bạn đã kết nối thành công và connect thành công. Bây giờ thì mình chỉ được kiểm thôi. Và trạng thái LED thứ ba là trạng thái LED nháy hai lần, tức là chớp chớp tắt. Ở đây là trạng thái mà wifi các bạn đã cài đặt được trước, và có thể trường hợp nào đấy nó mất wifi và nó bị connect ra, và lúc đấy nó đang scan wifi, nên là trạng thái trên ESP nó sẽ nháy hai lần, và cùng với đấy là điện thoại các bạn đang không điều khiển được và nó là offline. Khi các bạn mới cấm nguồn vào này thì các bạn đợi khoảng tầm 1 đến 2 giây để LED nó nháy nhanh. Thì lúc này mình chưa cần cài wifi gì cả, mới mua về thôi, cấm nguồn vào và đã điều khiển offline được rồi. Được. Đây. Trường hợp này là bên mình ứng dụng để trường hợp là không may mà mất wifi hoặc là server nó được ở trong cái trạng thái bảo trì, các bạn cũng có thể điều khiển thiết bị như thế. Nhưng mà trường hợp này thì nó không điều khiển được ở trên điện thoại mà chỉ được offline thôi. Đấy. Thì cũng giống như là các bạn vừa mới mua về và chưa cài đặt thì nó cũng điều khiển như thế này. Đấy. Rồi. Bây giờ nó đang phát ra wifi rồi, thì bây giờ các bạn thì cách cài trên điện thoại của mình. Đây. Thì các bạn tải một cái phần mềm Blink về. Đúng không ạ? Thì nó có giao diện như này. Thì bây giờ mình ao cái tài khoản ra và mình tạo cái tài khoản mới. Blink thì nó chưa giới hạn về cái tài khoản nào cả. Các bạn đăng nhập mail thì nói chung là không cần mail chính xác thì vẫn có thể sử dụng được. Đây, bây giờ mình create new. Đầu tiên mình tạo Blink về, mở lên thì mình sẽ create new. Nhập một cái mail bất kỳ vào thì mình đánh A, B, C, D,
gì đấy, chọn một cái mail bất kỳ, @gmail cũng có. Tại sao lại nhập mail lại được? Thì nếu như mà các bạn nhập mail lại được thì khi mà mất bát hoặc quên mật khẩu thì giao lại nó có nhiều điểm là các bạn không lấy lại được mật khẩu, không lấy lại mật khẩu. Còn cái mail mà chẳng gì các bạn khi mà các bạn đăng nhập vào trên bát thì reset bát thì lúc đấy thì nó sẽ gửi về mail chủ nhiệm của mình, thì lúc đấy các bạn lại cần dùng tài khoản như thế. Và như này thì nó có nhiều điểm là các bạn tên bát coi như là cái tài khoản thì bởi vì lúc đấy nó gửi mail về cái tài khoản này, các bạn thì tài khoản này là không có cục bát thì mình xin phép được có ba loại này thì mình sẽ nhập bát. Khi nhập bát thành công rồi thì nó sẽ vào giao diện chính. Dạ, đây là giao diện chính của Blink. Một là các bạn nhấn vào cái phần biểu tượng QR này để quét cái bộ này. Đấy. Sau khi quét QR thì nó sẽ ra được như này. Đấy. Thì đây là các phần cài đặt, bên mình đã cài đặt setup hiện sẵn này. Các bạn không phải cài đặt lại các button. Còn nếu như muốn cài đặt thủ công thì các bạn cũng cứ lấy các button thủ công ở trong này. Sau đấy là nhấn vào thì button phải chọn pin và chọn visual, chọn visual và chọn IT1. Đối với bộ 4 kênh thì các bạn chọn V1 đến V2, V3, V4. Đối với loại 1 kênh thì các bạn chọn V2. Đấy. Đối với loại 2 kênh thì các bạn chọn V1 và V2. Đối với loại 5 kênh thì V1, V2, V3, V4, V5. Loại 3 kênh thì lại là V1, V2, V3. Đấy. Thì tương ứng với các V. Đây là phần mềm mới mà bên mình đã nâng cấp lên, chọn là visual. Nếu các bạn quét QR thì nó sẽ có sẵn như này luôn và mình không phải cài đặt gì cả. Thì ở trên này nó có 4 nút, đấy, tương với 4V và một nút notification là nút thông báo cho mình là cái chế độ mất wifi, mất kết nối nào nó sẽ báo về điện thoại cho mình. Còn cái nút V125 này là cái nút mà mình khôi phục cài đặt gốc. Ví dụ như các bạn mà cài đặt thành công rồi nhưng mà cái bộ này để trên rất là cao thì muốn khôi phục lại. Sau với nhà cung cấp thì các bạn có thể nhấn ở đây và nhấn 10 lần thì đây là phiên bản nâng cấp nên là nó sẽ có chức năng là khôi phục bằng phần mềm, thì lát mình sẽ làm cho các bạn xem. Ok, thì bây giờ bước tiếp theo là mình phải sẽ vào cái biểu tượng này để mình copy cái mã token trước để mình bắt cái wifi của thằng này, được chưa? Bây giờ đèn wifi này nháy rất là nhanh, các bạn nhìn nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ vào cái hình lục giác này. Hình lục giác nhé, hình lục giác này. Các bạn dùng iPhone thì nó có giao diện khác một chút, nó có chữ OK trên này này. Hoặc là tìm các cái mã token hoặc token thì nó là cái mã đây, thì các bạn nhấn phát thì nó sẽ tự copy cho bạn luôn. Đấy. Còn đây mình nhớ mình nhấn copy này. Còn ở Android mình nhấn copy này, nó sẽ hiện lên một chữ là token. Đấy. Thì nó đã tự copy luôn những khi mà mình vừa nhấn rồi. Được chưa? Đấy. Đó là mình thoát ra. Sau mình thoát ra. Thoát ứng dụng đi. Được chưa? Mình vào trình duyệt. Mình vào Google đi. Đấy. Bắt đầu mình tìm wifi. Mình bật cái wifi của mình đi. Và mình tìm cái wifi mà nó đang phát ra là smart home. Đấy. Wifi này. Thường thì các bạn mà không ra thì các bạn làm mới giúp mình nhé. Một số điện thoại nó không làm mới, các bạn được bảo nó không ra wifi. Thì đây, mình vừa bật cái thì nó ra luôn này. Sạc phần smart home có mật khẩu bát cần theo này. Mình nhấn nhầm, nhấn vào smart home này. Mật khẩu thì mặc định là 1-9 nhé. 1-2-3-4-5-6-7-8-9 nhé. Thì dạ, đây là 9, mình kết nối này. Thì hiển thị mật khẩu để biết có đúng hay sai này. Mình kết nối này. Đấy. Mình kết nối thành công thì nó sẽ báo no internet, tức là hiện tại thì các bạn đang kết nối cái wifi này với cái thằng module này nên là nó báo là không có internet. Thì bây giờ mình sẽ vào là cái Google, mình vào trình duyệt là với địa chỉ chính xác là mặc định 192.168.4.1 nhé. Đây là mặc định của nhà cung cấp nhé, tức là bên mình nhấn tìm kiếm thì nó sẽ hiện ra một cái bảng màu xanh. Ở đây mình nó đang bật khỏi wifi, chờ một chút. Đó.
bật khỏi web 2 của thằng smart home. Đây, nó smart không có internet. Đây mình nhấn kết nối này, được chưa? Đấy, thoát ra ngoài. Mình đánh lại nhé, vị trí này. À, lúc này nó hỏi là bạn các số này mình lại ghi là chuyển thế thì mình nhấn thế đi. Thế thì nó đang dùng ví mạng của wifi là không có wifi này. 192.168.4.1 này. Nhấn lại được. Nó ra hoàn toàn một cái giao diện mới, giao diện màu xanh nhé. Giao diện này là giao diện do bên mình tự viết, được chưa? Đấy, được chưa? Có đường link website này. Đấy, có 3 trường này, tên của nhà cung cấp này. Thì ở đây các bạn cần cái tên wifi nào, các bạn chỉ cần nhấn vào cái tên wifi đấy thì nó sẽ tự động dán vào cái ô vuông. Ở đây mình đang dùng cái tên là Xuân Đức 2.4G nhá. Thì mình nhấn này. Mình nhấn này. Đấy, nó tự dán vào cái ô vuông. Được chưa? Chọn cái dưới thì nó chuyển luôn này. Đấy. Cứ nhấn vào cái nào thì chọn đấy. Các bạn nên nhấn như này thì cái rủi ro về cái vấn đề nhập sai pass, nhập sai tên wifi hoặc mã token thì nó giảm đi. Thì ở đây còn có hai trường hợp là mình phải nhập thủ công thôi, là pass và mã token. Thì lúc nãy mình đã copy mã token rồi, còn mật khẩu thì mình phải đánh thủ công. Ba bước này mà sai bước nào thì nó sẽ không thể kết nối được. Vậy nên là nó sẽ sinh ra cái vấn đề là bên mình sẽ thiết kế cái phần khôi phục cài đặt gốc, thì lát nữa mình giới thiệu tiếp. Thì bây giờ mình sẽ nhấn vào đây là mật khẩu của nhà mình này, 0406. Mật khẩu nếu như mà thường các điện thoại cái chữ cái đầu nếu như mà không có số ấy, mà là chữ cái đầu thì nó sẽ viết hoa. Các bạn chú ý mật khẩu pass cho bạn nhé. Còn mã token thì bây giờ mình chỉ nhấn vào đây, mình nhấn giữ này, nó hiển thị lên chữ dán này, thì mình dán dán này thì là nó sẽ đúng với cái mã token lúc nãy mình nhấn copy on đấy, được chưa? Thì mình nhấn gửi này. Khi mình nhấn gửi thì các bạn nhìn luôn cái chế độ led này, chế độ led này, nó sẽ nháy chậm lại, nó tắt đi. Trên điện thoại cũng ghi là thiết bị đã được cài đặt wifi xong và tự động reset sau 5 giây, và các bạn trong quá trình này có thể nhấn nút reset hoặc là không cũng được, thì module nó sẽ tự động khởi động lại, được chưa? Thì các bạn nhìn trạng thái led bây giờ nó đang nháy chứ không, cái chu kỳ là 1 giây một lần, đúng như cái chu kỳ mà mình nói lại, được chưa? Thì bây giờ mình đã có thể bật tắt ở đây bình thường. Đồng thời ở trên app mình sẽ thoát cái ứng dụng này ra, được chưa? Thoát ứng dụng này ra và mình bắt lại wifi, thì cái này nó sẽ thoát sao nó tự động bắt wifi nhà mình luôn rồi, được chưa? Thì bây giờ mình sẽ vào ứng dụng Blink. Thì đây là giao diện của cài đặt, các bạn đang nhìn là giao diện cài đặt nhé. Còn nhấn vào cái tam giác thì là giao diện điều khiển, được chưa? Nó không còn nhìn cái mặt lưới nữa, đúng không? Nhấn vào hình vuông thì nó là giao diện cài đặt. Thì các bạn nhấn vào để tùy chọn các pin đấy. Còn lúc này các bạn quét QR rồi cho nên là không phải quét lại nữa, không phải cài đặt lại nữa, được chưa? Thì nhà cung cấp như bên mình là cài đặt hết rồi. Đấy, mình nhấn vào đây, nhấn giác để về giao diện điều khiển. Thì ở đây trạng thái đèn đang nháy là đang bật là 4 đèn, 4 thiết bị. Thì đây bây giờ mình sẽ nhấn thử nhé, nó sẽ tắt cái app này, được chưa? Đấy, mình bật tắt trực tiếp cái này trên điện thoại, được chưa? Đấy, 4 led tương ứng với 4 kênh, được chưa? Ngoài ra các bạn có thể câu cái mình nhấn này ra xa để ứng dụng điều khiển từ xa chẳng hạn. Đấy, thì bây giờ mình đã cài đặt xong từ xa rồi, được chưa? Thì bây giờ mình sẽ reset từ xa cách nào. Đấy, cái reset này nó chỉ có chức năng khi mà các bạn đã cài thành công thôi. Ở đây mình cài thành công rồi mình mới reset bằng từ xa được. Bây giờ mình sẽ nhấn vào đây một lần này, thông báo lên, nhấn 10 cái, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, cũng không sao, 13 cũng được, 14 được, 15 được. Thì điện thoại nó sẽ báo là thiết bị sẽ được khôi phục cài đặt gốc, vui lòng cài lại đặt lại và tên wifi, bắt wifi và mã Blink. Thì các bạn nhìn đồng thời cái led Blink bên này nó cũng nháy rất là nhanh, được chưa? Nhấn ok, được chưa? Thì đấy là khôi phục từ xa. Thì vừa rồi các bạn đã cài đặt được khiển vừa rồi thành công rồi, nhưng mà để trên rất là cao, mình ngại lên đấy, mình giờ mình muốn cài lại, mình thích mình cài lại thôi, được chưa? Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là trong trường hợp các bạn mà cài nhưng mà nó hiển thị số 1 ở trên này này, đấy nó lỗi, thì bây giờ mình khôi phục như nào? Các bạn muốn khôi phục lại bằng phần cứng, nút cứng chứ không phải bằng khôi phục bằng điện thoại nữa, thì bây giờ mình lại giữ bằng cách là khôi phục bằng như này,
Trường hợp này là đối với trường hợp là các bạn chưa cài đặt thành công thì các bạn sẽ xóa như nào, được chưa? Bây giờ nhấn giữ này, được chưa? Nhấn giữ nút tay này, dùng một ngón tay khác này, nhấn vào nút reset này, thả ra, được chưa? Thì các bạn chờ đến đèn led nó nháy nhanh 3 cái, đúng không? Thì mình mới thả tay ra. Thả tay ra thì đợi khoảng 3 đến 5 giây thì đèn led nó sẽ nhanh nhanh. Các bạn nhìn xem. Đấy, nhanh nhanh đúng không? Thì lúc này thì điện thoại lại trở ra là khôi phục cài đặt gốc. Bây giờ mình sẽ vào bờ link, được chưa? Và mình lại cài lại thôi. Đó là trường hợp khôi phục cài đặt gốc từ xa. Đây, mình phải vào cái wifi này. Đấy, mình đến đây cho các bạn hơi khó nhỉ, được chưa? Đấy, wifi lên. Các bạn để ý con led ở bên này cho mình nhé. Đấy, được chưa? Nó lại phát ra wifi này. Các bạn lại nhấn vào đây, bắt wifi của nó, được chưa? Bắt wifi của nó, kết nối và vào Google, mình vào trình duyệt 192.168.41. Cứ không làm được, nhấn hủy nhé. Cứ không vào được, các bạn cứ nhấn vào đây cho mình 192. Lại cài lại 3 bước này thôi, nó chỉ có 3 bước này thôi. .168.4.1. Ok, nó lại hiện ra một cái bảng xanh. Đấy, bảng xanh này nó chứa ba cái là một là tên wifi, hai là mạng pass và ba là mạng token. Vì các bạn có nhập đúng thì nó mới truy cập vào cái tên wifi của wifi và nó điều khiển được. Đấy, mình lại cần cái tên wifi là 2.4G đúng không? Mình nhấn vào 2.4G nó tự dán. Pass mình nhập máy rồi thì một số điện thoại nó nhớ. Thì các bạn nhấn vào đây là nó nhớ đây, bởi vì nếu như pass chuẩn thì cứ thế nhấn vào thì còn không đánh lại được câu bình thường. Mã token thì nhấn giữ, mình chỉ lên chữ dán và nhấn và gửi. Gửi thì đồng thời các bạn nhìn con led, không phải làm gì cả nhé, nhìn con led này. Đấy, nó sẽ tự động khôi phục và cài đặt hết cho các bạn luôn sau 5 giây thôi. Đấy, các bạn nhìn thấy led nó lại nháy chậm rồi đấy. Được, còn nó tắt đi còn 2-3 giây. Đấy, nó lại nháy nhanh. Đấy, rồi tiếp đến là nó sẽ nháy từ từ là một giây một lần, thì lúc này là mình đã được tính được bình thường rồi. Đây, đấy, dạ, mình nhận thử luôn trên điện thoại nhé. Đấy, điện thoại trên điện thoại nó cũng tự bật ra và nó tự động kết nối và hiển thị máy nát thôi. Nó rất là nhớ trạng thái các bạn nhé. Ví dụ như bình thường mình sẽ làm như này, tắt được chưa, mình nhấn reset lên nó tắt hết đúng không? Nhưng trên điện thoại nó sẽ có hai thiết bị 2 và thiết bị 4. 2 và 4 nó sẽ bật lên cho các bạn xem. Đấy, được chưa? Và sản phẩm này thì còn một số chức năng nữa, như là chức năng hẹn giờ. Chức năng hẹn giờ thì các bạn chọn ở trong này này, time này, được chưa? Thì các bạn có thể nhấn vào đây để các bạn chọn hẹn giờ này. Thì hẹn giờ thì nó có chọn pin, thì các bạn vào visual, các bạn đẩy lên visual nhé. Các bạn chọn cái V mà các bạn cần, 4 kênh tương ứng 4V, thì ví dụ như chọn V1. Tiếp đến là các bạn chọn thời gian start, tức là một thiết bị, và thời gian stop, được chưa? Thì nó sẽ hiển thị ở trên app luôn. Đấy. Thường thì iOS thì nó có chữ OK, không thì mình cứ bắt ra bình thường thôi, cho cái Android, được chưa? Nó hiển thị trên này. Thì bây giờ nó sẽ có timer của V1. Đấy, thì dùng càng nhiều thì càng tốn button, đồng nghĩa với mình tốn năng lượng. Thì Blink hiện tại họ cho mình khi mà lập tài khoản mới thì nó sẽ quang là 2.000 năng lượng để chính xác, được chưa? Thì các bạn cứ tính là một bức tình mình là 200 đô, đấy, 200, 400, đấy, 600, 800, đấy, cái notification này là 400, đấy, cái phím dài này này, thì nó là phím này, được chưa? Đấy, nên là nó 300. Đấy. Còn các bạn không muốn xóa nó đi, các bạn đừng xóa nhé, xóa là mất luôn, Blink nó không trả lại cho mình. Mà mình có một thủ thuật xóa rất là hay này, các bạn nên giữ này. Đây bây giờ nhá, mình bây giờ mình đang còn không năng lượng energy nữa. Bây giờ mình sẽ nhấn giữ vào đây này. Các bạn đẩy cao lên góc bàn cùng bên phải này. Được chưa? Các bạn thả ra. Thì các bạn nhìn này, nó trả lại cho mình này. Được chưa? Nếu các bạn mà nhấn delete đây là các bạn xóa là mất luôn. Một số khách hàng là cứ tự động xóa đi thế là mất luôn,
xóa luôn, tức là không 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 thể lấy lại được. Đấy, nhưng mà mình giờ mình muốn lấy thì mình một là nạp tiền vào, và hai là phải tạo một cái tài khoản mới. Được chưa? Thứ này mình xóa thiện mình ấy lên tiếp này. Đấy. Đấy, nó sẽ trả được cho mình. Đấy, kể cả cái project mà các bạn vừa quét video các bạn cảm thấy nó không thích, các bạn cũng trả hết lại. Xong rồi các bạn quét video lại làm sao. Hoặc là mình có thể là tự động cài đặt thủ công. Không thích là làm thế nhà cung cấp thì chắc cài thử thủ công thì đơn giản thôi. Các bạn nhấn vào đây, lấy button ra. Nhưng mà các bạn chú ý nhé, cứ mỗi lần mình tạo một project thì nó sẽ có một cái mã token khác nhau nhé. Đây này, dưới này, cái này nó sẽ mã khác nhau. Nên là mình cài đặt cái project nhau thì mình thấy copy đúng cái mã token đấy thì mới chạy được. Ok chưa? Đấy. Thì vừa rồi mình vừa mới giới thiệu với các bạn về cái bộ điều khiển wifi 4 kênh, điều khiển qua wifi hoặc là hẹn giờ, điều khiển trực tiếp trên mạch. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái sản phẩm của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.